Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Trước khi vào cái con game ngày hôm nay thì tôi xin tâm sự với anh em về cái câu chuyện của ngày hôm qua. Đó là một cái câu chuyện buồn, rất là đáng để suy ngẫm. Anh em nhớ là ngày hôm qua, khoảng 11 giờ tôi có post một cái bài post ở trên tab cộng đồng. Đại loại là nó nội dung nó như thế này: dạo này anh em kêu tốc độ ra video của tôi quá nhiều và quá nhanh, khiến cho anh em không kịp xem hết. Chính vì thế tôi quyết định video tối nay sẽ lùi sang sáng mai, tránh anh em hao tổn sức khỏe khi mà xem video quá nhiều. No lắng cho sức khỏe của anh em. Sức khỏe của anh em là quan trọng nhất nhá. Trân trọng. Đấy là hôm qua cái nội dung của hôm qua tôi gửi cho anh em. Đấy là cái lời tri ân phát ra từ tận đáy lòng của tôi. Rất là coi như là mộc mạc chân thành gửi tới anh em. Đấy, anh em cũng biết rồi đấy. Hồi xưa thì tôi học ban A, khối coi như là khoa học tự nhiên nhưng không phải là khoa học xã hội. Chính vì thế tôi rất là kém văn. Đấy nên là tôi cũng phải nghĩ mãi viết làm sao để cho nó chân thành. Đấy, để coi như là bộc lộ được, diễn tả được cái độ chân thành nhất của tôi gửi tới anh em. Ấy thế mà rồi ôi, anh em lại cứ bảo tôi là coi như là trách cứ, là văn vở, là coi như là luôn khuôn. Trời ơi, nghe sao mà đau xót. Đau. À, anh em thì cứ nghĩ là tôi lười ra video, rồi tôi lấy lý do để coi như là khước từ cái nhiệm vụ sản xuất video để phục vụ cho anh em. Nhưng không, anh em ạ, anh em trách cứ tôi mà anh em nào có biết, nào có biết rằng đằng sau cái lý do mà nghe có vẻ văn vở do tôi đưa ra lại là một cái sự thật rất là đáng để suy ngẫm, một cái sự thật phũ phàng, khá là buồn. Đấy là cái clip buổi sáng nó đéo đủ 120 like, anh em ơi. Khổ lắm anh em ạ, à. Anh em nào có biết đâu, khổ lắm, để tránh bị cua ấy. Tránh bị cua ấy, anh em ạ, à. Bây giờ chả nhẽ lại không đủ 120 like mà lại up clip lên thì nó có quê không như lại. Thế nên thôi, không up clip được, mà không up clip được thì lại phải lấy lý do. Mà chả nhẽ lại lấy cái lý do là không đủ 120 like thì có mà anh em ăn sắp hết nhá anh em nhá. Thế là tôi lại phải lấy cái lý do đấy mà nó thuộc về cái bản thân tôi. Đấy, thuộc về bản thân tôi, xuất phát từ tôi, để cho anh em coi như là anh em cảm thấy là vui vẻ, anh em trách cứ thì mọi lỗi lầm đổ cho tôi. Đấy anh em thấy không, đau lòng như thế đấy. Đấy, nhận hết cái trách nhiệm về mình. Đau, thực sự là đau. Anh em ạ, cái công việc này quả thật là nó rất là coi như là mệt mỏi, stress. Rất là mệt mỏi và stress luôn. Nhưng mà tôi vẫn rất là cố gắng, rất là cố gắng, nỗ lực hết sức mình để ra clip đều hàng ngày cho anh em xem nhá. Mặc dù là một ngày thì không hai clip được, nhưng mà ít nhất là vẫn có một clip để xem. Đấy. Và tôi mới chợt nhận ra là cái vấn đề này nó rất là đáng để tôi phải suy nghĩ lại. Đấy, suy ngẫm lại về cái câu chuyện là tôi kêu gọi anh em like cho tôi vào clip buổi sáng để tôi unlock thêm một cái clip nữa vào buổi tối. Đấy, cái câu chuyện này tôi đã suy nghĩ lại và tôi thấy là 120 like thì có vẻ như là yêu cầu đấy nó hơi nhiều. 120 like nó nhiều thật anh em ạ. Chính vì thế nên là cái clip hôm nay tôi nghĩ là sẽ phải điều chỉnh lại cái điều kiện. Thì 150 like anh em nhá, 150 like thì tối nay sẽ có clip. Chắc là cũng sẽ có anh em tua lại cái đoạn vừa rồi để nghe cho nó rõ hơn nhá. Anh em không nghe nhầm đâu, anh em không cần phải tua lại đâu. 150 like nhá anh em nhá. Chính xác đó là 150 like. Vì làm sao tôi buồn, cái sự thật rất là đáng buồn ở đây mà tôi muốn tâm sự với anh em. Đấy là cái bây giờ ấy, cái view của tôi ấy, cái clip của tôi, mỗi một cái clip cái view của nó tầm khoảng 3.000 view, hơn 3.000 view, có clip lên tới 5.000 view. Thế mà nó không được 150 like thì thật sự nó rất là đáng buồn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là anh em thấy, anh em tính này, có cái phép tính này cho anh em dễ tính nhá. Đấy là 300 người thì mới có 15 người like cho tôi. 300 người xem, 300 lượt xem mới có 15 người like cho tôi. Trời ơi, một cái con số rất ít anh em ạ, rất ít. Đấy, tôi cứ ngỡ là nó phải rơi vào tầm khoảng 20%, 30%. Đấy, nhưng mà đâu, làm gì có được, làm gì được anh em. 10% còn không được. Cụ thể ở đây là tính toán ấy, nó là 3% nhá anh em nhá. 3% người xem clip là like. Còn lại là bao nhiêu? 97% nhá, 97% là không like, không like cho tôi. Đấy, anh em thấy như thế thì có đau lòng không? Trời ơi, đau lòng quá, đau lòng lắm. Anh em cứ thử tính một con số nó rất là đơn giản thôi. 3.000 người, 110 like. Đấy, 100 người like có nghĩa là 2.900 người là không like. Ôi dồi, anh em 2.900 anh em, sao anh em lại phũ phàng với tôi đến như thế? Thà rằng là anh em không vào xem nó còn đỡ đau hơn.
Đấy, anh em vào xem clip nào cũng thấy anh em vào xem chả thấy anh em coi như là ấn vào nút like giúp tôi gì cả. Đấy, rồi anh em tiếc gì cái nút like đâu. Cái nút like thì nó chỉ mất có phần trăm mili giây của anh em thôi. Mất có mấy giây thôi anh em ơi. Thế mà anh em không giúp tôi, chán thật. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tuần này là coi như là chào mừng rất là nhiều các anh em mới tham gia vào hội viên. Đấy, cảm ơn hơn 200 anh em hội viên đã coi như đăng ký hội viên ở trên kênh nhá. Anh em mà đã là hội viên rồi thì cái like nó không còn quan trọng ở đâu anh em ạ. Không cần like cũng được nhá anh em nhá. Rất là cảm ơn các anh em hội viên đã coi như là ủng hộ tôi. Rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em cũng đừng quên là anh em cũng có những cái đặc quyền nhá. Cũng có những cái đặc quyền của hội viên, anh em hãy tìm hiểu thật kỹ. Đặc biệt là cái đặc quyền mà có thể là yêu cầu tôi chơi một cái live up nào đấy. Đấy, hoặc là có thể trao đổi với tôi ở trên fanpage nhá anh em nhá. Anh em có thể ra những câu hỏi trực tiếp. Đấy, anh em đừng có bỏ qua những cái đặc quyền đó. Tôi sẽ luôn dành thời gian để trả lời các câu hỏi của anh em hội viên ở trên fanpage nha anh em nhá. Bất cứ câu hỏi nào mà anh em liên quan đến game mà anh em muốn, tôi sẽ cố gắng trả lời anh em trong cái hiểu biết của tôi về cái con game này. Bài ra xấu quá anh em ạ. Game này chắc eco thôi, chứ còn đấy toàn ra bài này không có hunter không chơi được. Không hunter không chơi được anh em ạ. Chơi warrior thì phải có con Swordman 2 sao thì mới đánh được cơ, đầu game cơ. Ôi trận này tôi nghĩ là sẽ phải eco dài đấy, eco đến khoảng round thứ 15, 16 mới lật được. Khó nha, bây giờ cứ cho cái con gấu này vào câu thôi, câu gấu. Chuyện này mà ra gấu lại đánh gấu nha anh em nhá. Dạo gần đây tôi rất là đam mê cái bộ gấu. Đấy, rất là đam mê bộ gấu luôn, và cố gắng là tôi chơi gấu thật nhiều để cái con gấu nó quen tôi, nó ra chơi với tôi. Đấy, không biết là trận này có ra gấu không, chứ còn tuần này nó cũng chơi gấu là hơi nhiều đấy, gần như là trận nào tôi cũng chơi gấu. Bây giờ làm cái quả content từ bây giờ đến 30 tháng 4 nhở, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ, chơi ngày nào ra chơi cái bộ gấu cho anh em xem, cho anh em xuống xem gấu rất là thích nhá. Đấy, nhưng mà không phải là ai cũng ra được. Ôi trời ơi, vừa mới nói xong. Không phải ai cũng ra được, nhưng mà tôi thì nó ra được. Con gấu nó bắt đầu quen tôi ở đấy anh em ạ. Gấu nó bắt đầu quen tôi rồi. Con gấu này nó bắt đầu quen tôi rồi đấy. Thế bây giờ chơi gì? Chơi gì nhỉ? 6 Wario à? Như này được không? 6 Wario 2 gấu level 8 à? Mà ra gấu à, chơi được rồi đấy nhá. Chơi điện tử rồi đấy, đấm nhau rồi đấy. Cũng chả cần eco đâu. Ra gấu là có khi là bỏ bài đấy, đấm nhau được luôn. Khỏe mà. Đấy, kẹp beat vào này. Hơi bị được luôn đấy. Giờ cái hàng phía trên nó khá cứng rồi, chỉ thiếu đam thôi. Đội hình này thiếu đam thôi, kẹp beat vào tăng đam. Kẹp beat vào anh em ạ. Cái beat vào tăng 15% đam của đội hình. Bộ này nó đang thiếu đam thôi, còn tăng là khỏe luôn. Khỏe đấy, anh em thấy không? Khỏe đấy. Thực ra thằng này thì nó cũng yếu, nó cũng đang eco mà. Mà thôi kệ đi. Nói chung là bây giờ round 9 rồi, round 11 có thể up cấp được rồi. Fallen Witcher có lấy không nhỉ? Chuyện này cũng chưa biết chơi gì. Về căn bản là bây giờ ra được cái con gấu assassin rồi, Ember. Cái con Ember này nó trong bộ assassin thì có thể chơi 6 assassin hoặc 9 assassin. Nhưng mà cái trận này ấy, có nên chơi assassin không thì tôi vẫn đang tính. Về căn bản là nếu mà chơi assassin thì nó phải có con 5 tiền, mà trận này không có con 5 tiền. Xin 5 tiền không có. Xin 5 tiền không có, hơi căng. Rồi để xem nào đã. Tính cái thằng tiếp theo xem là gặp cái thằng nào cái round 11 đi. Ok. Vậy là cái round 11 này là chúng ta phải chốt đồ luôn. Bởi vì round 11 là sẽ gặp cái thằng có chuối anh em ạ. Phải cắt chuối của thằng này luôn. Rồi, tôi chốt đồ đây. Chém lan. Nói chung là bây giờ ấy là lấy cái đồ đam vào. Lên Unicorn. Lên Unicorn tôi nghĩ là không lên tiếp. Trận này là tôi sẽ up luôn. Không cần phải up bằng Druid đâu anh em ạ. Up luôn đi.
up luôn cho vào up 7 lấy 3 bit, à lấy 2 bit. Lấy 2 bit anh em ạ. Up 7 luôn. Up 7 lấy thêm con Fortuner Teller nữa, câu được một đống đam luôn đấy. Rồi. Ok. Ăn nổi không nhỉ? Trông có cái cửa ăn không? Exit à? Thằng này chơi Exit. Được, ăn được. Đầu game 3 Warrior kẹp 2 đỏ vào, trâu anh em ạ. Trâu lắm. Ơ, chơi gì ấy nhở? Thôi cứ mua Assassin về đi. Biết đâu rồi tí nữa nó lại ra Assassin lại quay xe. Con gấu này nó không quyết định ở đâu anh em ơi. Con gấu nó phải 2 sao cơ nó mới quyết định được cơ. Còn gấu xin 1 sao thì không ăn thua. Tí nữa có khi lại phải chơi cáo ấy. Từ từ nhá. Bây giờ có lẽ tôi phải lấy thêm một cái món đồ nữa. Lấy cái giáp đi. Lấy cái giáp. Phải lấy đồ anh em ạ. Không lấy đồ không giữ được chuỗi thắng đâu. Bây giờ chúng ta cắt được cái chuỗi thằng kia rồi. Chúng ta cố gắng đánh chuỗi thắng luôn. Để xem nào. Bây giờ thì vẫn đang yếu yếu kiểu. Nó vẫn đang thiếu một cái gì đấy. Nó đang thiếu một cái chính là cái bộ Assassin đấy. Bộ Assassin kích hoạt cho cái con gấu xin nó đánh thì chẹp nó đau hơn. Và bây giờ con gấu xin nó đánh nó hơi yếu so với cả cái sức mạnh của con này. Vì không được kích hoạt cái bộ xin. Từ từ nhá, để xem nào. Bây giờ mà cho 3 Assassin vào thì vứt con nào ra? Bây giờ cho 3 Assassin vào thì chúng ta phải vứt con Fortuner Teller ra và vứt thêm một con nữa được con nào đấy. Không vứt được con nào nữa. Tức là phải lên 8. Lên 8 mới kẹp xin được vào. Lên 8 mới kẹp 3 Assassin. Lên 8 mới bỏ Fortuner Teller ra thôi. Còn tầm này thì bây giờ không vứt được Warrior. Không bỏ phá được Warrior. Beat thì cũng không bỏ được. Beat bây giờ mà bỏ con Unicorn đi thì mất beat. Mất beat rồi cũng như là mất 2 sao thì yếu. Thôi từ từ đã. Chưa cần phải mua con Shutdown đâu. Shutdown Crewner thì để sau. Nhanh anh em nhé. Ui ôi, gặp thằng này to này. Vãi đái. 4 con 2 sao. Thôi thế chịu rồi. Round này mất chuỗi luôn. Cay nhở. Vừa mới thắng được một round. Khỏe thế. Thôi. Chịu thôi. 4 con 2 sao thì lấy cái cửa gì đỡ được đây. Kể cả là con gấu xin này. Có gấu xin, có đồ cũng không chơi được. Phải lên 2 sao mới ăn được bọn này. Bài ra vẫn linh tinh lắm anh em ạ. Bài ra linh tinh lắm. Vẫn chưa ổn. Đấy, thế chính là lý do tại sao mà vẫn phải kẹp Fortuner Teller. Giữ màu anh em ơi. Tầm này vẫn chưa thấy đội hình mạnh đâu. Mới chỉ là coi như là đủ chơi thôi chứ còn mạnh thì không mạnh. Chưa mạnh. Giờ mới có 2 gấu. Có lẽ tôi bán bọn Assassin đi. Tôi bán 2 con thị vệ đi. Tôi mua con Saldivo. Sao đi vô tí nữa mà ra 3 gấu là kích hoạt 4 gấu luôn anh em ạ. Kích hoạt bằng wizard thôi. Tầm này chắc là tôi vẫn phải giữ eco. Trông hơi đuổi. Hơi a đuổi. Bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì cơ anh em ạ. Cái tầm này tôi vẫn chưa biết là chơi gì. Không biết là cái con đường gấu nó có phải là cái con đường đúng đắn trong cái trận đấu này không. À đây rồi. Thế thì được đấy. Được. Cái quả trứng này là coi như nó là một con gấu. Như vậy là coi như là chúng ta đã có một con gấu rồi. Bây giờ đợi thêm một con gấu xin nữa thôi là đập trứng luôn. Là có gấu xin 2 sao thì nó ổn áp luôn anh em ạ. Được đấy. Bây giờ là vẫn chưa chốt được bài đâu. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như là cái trận này sẽ có thể đánh được cái con gấu Assassin làm co. Mà cái trận này nói chung là có rất nhiều đội hình có thể chơi được với con này anh em ạ. Tôi nhận thấy là ở trong cái bảng truyền thuyết là có cái con ngộ không. Đấy. Ngộ không thì chơi bộ 6 Assassin cũng mạnh. Mà nếu mà không thì có thể chơi beat luôn cũng mạnh. Nếu mà chơi beat là kẹp được là kẹp gấu. Đấy, kẹp gấu, kẹp 4 gấu kết hợp với cả 6 beat. 4 gấu 6 beat ở level 10. Đấy, 4 gấu 6 beat là còn có thể là kẹp được là 3 Meteorit cơ. Rất là trâu chó. Lên game rất là trâu. Giảm phần trăm đam nhận vào, rất là trâu. Đấy, nên mà kết hợp thì tuyệt vời luôn. Nếu mà kết hợp được 3 meter lít với cả 6 bit. Cái bộ võ sĩ anh em ạ.
kích hoạt bộ võ sĩ ấy, nó trâu không khác gì những cái bộ như bộ 6 đỏ hay bộ 6 warrior đâu, mà chỉ mất 3 con thôi. Tuy nhiên là 3 con là 3 con mà rất là khó ra. Con gấu 5 tiền cơ. Ra con gấu 5 tiền rồi con gấu cụ tổ rồi cái con ngộ không thì nói chung là cái bộ đấy cũng không phải lúc nào cũng chơi ở đâu. Nên là trận này chơi thử như thế đi nhá. Thử thế nào. Cố gắng form về cái đội hình đấy xem có thật sự là nếu mà nó khó chơi như thế thì nó có tối thượng không. Bởi vì thường cái game mà game này thì nó có cái cơ chế là cứ bộ nào mà dễ chơi vào đầu game ấy thì siêu late game thì nó khá là yếu. Và những cái bộ nào mà đầu game giữa game hơi chật vật một chút thì late game lại rất mạnh. Late game nó lại rất mạnh em ạ. Thì không biết là những cái bộ mà nó khó như cái bộ này thì không biết nó có mạnh không, thì chúng ta phải thử xem mới biết được anh em ạ. Thử test phát. Ui thằng này to này. Vãi thái full 2 sao rồi. Round 16 full 2 sao cơ like cơ à. Càng ấy xả hết tiền cắt chuỗi đây. Càng ấy. Nhưng mà làm gì còn thằng nào có chuỗi nữa đâu. Lạ nhỉ. Thôi bán đi cho nó tròn tiền anh em ạ. Bán đi. Mua sau. Bây giờ vẫn chưa ra 3 gấu. Từ từ đã. Ây rồi ui. Mẹ vừa mới bán đi lại ra cái con gấu đá này. Trời ạ. Tôi vừa mới bán lấy con sao đi vô thì nó lại ra con gấu đá. Cay đấy nhờ. Thế lại phải tìm lại hai con quy giạt để kích hệ vậy. Ơ thế thì lại được chơi rồi. Thế thì lại được chơi rồi. Kích hoạt 3 gấu thì chắc chắn là sẽ ra được gấu rồi. Thế này là cũng không chơi được 6 ua. Chơi 6 ua là cũng không chơi được. Nó chơi 6 ua là phải chơi ở level 8. Level 8 mới chơi 6 warrior. Mà bây giờ vẫn đang thiếu. Thiếu một con warrior. 6 ua 2 gấu ấy. Tôi định làm như thế. Tôi định kẹp tạm. Kẹp tạm trước khi ra cái đủ cái bộ beat. Wow trận này còn có cả ẹp cơ à. Thế thì chắc là lại phải ghép cái đồ chống lé rồi. Trận này có cả 9 ẹp. Mày quá mất ít máu đó. Tầm này kẹp Fortuner Teller vào vẫn giữ máu được. Vẫn ok. Vẫn chưa đến nỗi mà toang lắm đâu. Giờ bây giờ chỉ cần ra con gấu Assassin thì mọi câu chuyện nó được giải quyết hết mà. Ok đấy. Con này lên 2 cũng được. Con này lên 2 thì thay con gì nhỉ. Lên 8 luôn. Thôi chắc là phải lên 8 luôn chứ còn cái tầm này không giữ tiền được. Có con 2 sao thì vứt vào thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là cho con sói lên vào thay cho con Swordman. Con Swordman tầm này yếu rồi. Vẫn là kích hoạt 3 warrior nhưng mà con sói này nó được nó hóa lên thành mấy cái con sói con nó câu được khá nhiều thời gian. À mà bây giờ kích hoạt là 3 bit đúng không? Thế cho Doom vào, cho Doom vào. Round sau cho Doom vào cũng được. Ok, đấy vẫn giữ được máu ổn mà. Vẫn giữ được máu ổn. Rồi, vẫn tốt, vẫn rất là tốt. Ok. Chưa, nói chung là chưa toang được. Nhìn thì lèo khèo thế thôi nhưng mà vẫn chưa được. Ui. 4 gấu rồi này. Ờ thế thì lại không cần quy giạt nữa. Ờ được. Ui giời, thế thì thế nào nhỉ? Con này ra này. Đúng không? Đúng rồi. Được rồi, thôi thì con này vào đây. Có được không? Không, 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 không. Phải có giữ máu. Bây giờ vẫn có khả năng bị thua, bị lọt đấy. Rồi, dần dần lên 9 thôi. Áp dần lên 9 thôi anh em ạ. Tầm này là lên 9 là kẹp kiếm 6 bit này. 6 bit, 4 gấu ở 6 bit. Không, thế phải lên 10 cơ. Ui mẹ ơi, lên 10 cơ. Lên 10, 4 gấu 6 bit. Thôi, cứ tích tiền dồn một phát lên 10 luôn anh em ạ. Đủ bộ phát dồn phát lên 10 luôn. Tôi nghĩ là như thế. Bộ này nó không có thiếu tiền áp cấp đâu. Nó không có thiếu tiền đâu. Chơi gấu thì lo lắng gì về tiền đâu. Gấu đẻ ra cần tiền thì bán bớt gấu đi. Đây rồi. Cáo này. 4 bit này. Được không? Được. Có 4 bit rồi. Thế thôi giải tán cái bọn đỏ đi rồi. Giải tán bọn đỏ đi. Tầm này thì có 4 bit rồi thì không cần bọn đỏ nữa. Không cần bọn đỏ nữa. Lên 9 thì tôi chắc là tôi vẫn kẹp Eco vào thôi chứ còn cái tầm này thì chắc là cũng Doom thì cũng đéo kẹp được đâu. Doom thì kẹp ở level 10 à.
Không bán bố nó con Doom luôn nhỉ. Con Doom này chính ra là cũng không dùng. Trong trận đấu này nếu mà đủ bộ thì cũng không dùng con Doom này đâu. 6 bit. 6 bit là kẹp gấu. 6 bit kẹp gấu là ở level 10 rồi. Không có Doom. Rồi, vẫn phải lên 9 kẹp Echo vào thôi anh em ạ. 9 kẹp Echo thôi. Nói chung là không chơi con Doom. Trận này không dùng Doom đâu. Trận này cứ đúng lên 10 xong rồi roll thôi anh em ạ. Dí lên 10 thôi. Kiếm cái con ngộ không 5 tiền. Kiếm ngộ không 5 tiền vào. Đấy, xong tí nữa lại ra cái con gấu cụ nữa, con gấu 5 tiền nữa là chúng ta kích hoạt được 3 Meteorite. Lúc đấy thì vô địch. Đồ ấy chắc là tí dồn cho ngộ không hoặc dồn cho cáo thôi. Chứ còn cái con gấu này nó nói chung là nó chỉ là cái con 3 tiền thôi. Nếu mà không ra được thì cũng bán. Thế thôi. Chứ cũng không có dùng cái con gấu này nhiều. Không nên phụ thuộc vào con gấu assassin anh em ạ. Chúng ta có thể ra ngộ không và chúng ta chơi luôn ngộ không. Ngộ không 1 sao ấy, nó còn hơn là cái con gấu này 2 sao. Nó tùy lắm. Ngộ không là nó vừa có tăng, nó vừa có cái hiệu ứng Meteorite. Giảm 30% đam nhận vào. Khỏe. Nó lại còn có skill tiên tung liên tục mà không cần phải giết người. Rất là tín. Mỗi tội là nó phải mất cái 4 cái chém đầu tiên để nó tích stack thôi. Thì tôi thường thì tôi vẫn chọn ngộ không hoặc cáo. Bởi cái con gấu này nó solo không mạnh đâu. Ui mẹ, đéo ra con gấu assassin nhở, cay thật. Ra gấu assassin là ngon rồi đấy. Cáo này. Mà thôi từ từ, trứng này chưa đập cho cáo đâu. Không đập. Đập là đập cho, giữ cho tôn độ không. Hoặc là gấu assassin. Con cáo này roll ra mà. Lên level 10 thì roll ra con cáo 2 dễ không. Tí nữa kiếm cái bờ linh. Về các bạn là nếu mà solo ấy. Ui thật chết rồi, gặp thằng này thì có đẩy nhiều máu nhỉ. Gặp thằng này thì thua rồi. Đẩy chắc là nhiều máu đấy. Cái con gấu assassin này này. Nó solo nó yếu hơn cái con cáo anh em ạ. Con cáo ấy lúc mà solo thì nó dồn, nó tung skill, nó dồn cái cú đánh vào một con. Còn cái con này nó cũng chỉ được nhảy một phát thôi. Cái con gấu assassin nó chỉ nhảy được một phát thôi. Chứ nó không dồn được tất cả các cái đam vào một con như là con cáo. Con cáo là chém 4 phát vào một con ấy, nó tích stack nhanh hơn. Đây rồi. 6 bit rồi nha anh em nhá. Đủ 6 bit rồi, lên 10 đó. Này lên 10 thôi anh em ạ. 4 gấu 6 bit ở level 10. Bán bớt con xem nào, đây con này đi. Từ từ đã, bán bớt để lên 10 đã. Ok. Rồi bây giờ đợi tôn độ không ra thôi. Cũng không ra, thay một con ra là được. Thay một con bit ra. Mạnh rồi đấy, 6 bit là mạnh rồi. Ổn rồi. Ok. Yên tâm đi, cái bộ này nó lên tiền nhanh lắm. 4 con gấu này thì tỷ lệ ra gấu nó nhiều mà. Ui dồi ôi anh em ơi. Tôi vừa up lên 10 cái ra luôn 2 con 5 tiền. Đấy, nhưng mà hơi đen một tí lại không ra ngộ không. Ra con ra Spirit cũng được. Con Dark Spirit này này. Anh em biết là để thay con gì không? Thay con gấu mết. Anh em ạ, thay con gấu mết. Late game thay con gấu mết. Late game ấy là không có chơi gấu xin, không có chơi gấu mết. Đấy. Bỏ vào là con gấu 5 tiền, con gấu cụ và dồn đồ cho. À không. Đúng không? Đúng rồi. Không, vẫn chơi con gấu assassin nhưng mà sẽ không chơi con gấu đá và con gấu mết. Đấy, một con là sẽ là con gấu 5 tiền và bỏ con gấu mết đi cho cái bộ Warlock vào. Đấy, đấy là mắc binh của bộ này. Bỏ con gấu mết đi. Thay bằng là con 5 tiền. Rồi. Ăn được thằng này không? Beat mà lại thua Clive thì nó hơi buồn cười nhá. Làm gì có chuyện beat thua Clive. Ok. Ổn áp anh em ơi. Được đấy, bắt đầu mạnh rồi. À đây rồi. Đây rồi anh em ơi, thay con gấu mết ra thôi. Ok, quê đấy, bán gấu mết đi lại có 3 tiền này. Thấy chưa? Tiền nhiều không? Cái bọn gấu ấy đẻ một phát được 3 tiền đấy. T
tích rất lâu mới được thêm 3 tiền nha anh em nhá. Anh em phải có 30 tiền. Anh em phải có 30 tiền đúng không? Thì cái round sau anh em mới được cái lợi tức nó là 3 tiền. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần hên tôi đẻ ra con gấu rồi tôi bán đi là được 3 tiền rồi. Bộ này nó lên nhanh lắm anh em ạ. Tiền nó không thiếu. Chơi gấu là sướng nhất rồi đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ phải lên được 2 sao. Chứ gấu bây giờ vẫn 1 sao hơi khèo. Bây giờ ra con gấu assassin thì uy tín luôn này. Đợi lâu quá rồi anh em ạ. 4 gấu từ đời nào rồi mà vẫn từ đầu game đến giờ vẫn một con gấu assassin. Mà gấu assassin này nó ra từ cái round tôi nhớ là trước round 10 thì phải. Đấy, thế bây giờ vẫn chưa thêm được con nào. Hơi đen. Hơi đen đấy nhá. Mà cái bọn gấu này nó lại đéo luôn được. Thế mới cày. Run con cáo anh em ạ. Run con cáo đấy. Ra cáo. Đeo ra. Cày thế nhở. Đùa, tôi vẫn chưa có co 2 sao anh em ạ. Đồ thì cũng ngon rồi đấy. Lấy nào xem lấy được cái. À đây rồi. Có găng tay Kira anh em ạ. Được. Lấy tôi bán cái con đát đi. Vì tôi nhớ ra là có cái găng tay Kira ấy, là lên 10 là kẹp Warlock. Nhưng mà không phải kẹp con đát, mà là kẹp con Velomancer để kích hoạt Kira cơ. Đấy, chính vì thế tôi bán con Dark Spirit luôn. Không chơi. Trận này thì cũng không cần phải chơi Dark Spirit. Mấy cái đội hình của các cái đối thủ thì ở đây nó không có những cái đội hình cót đỏ, nên là Dark nó gây đam nó không được nhiều. Chơi cái đéo gì đấy. Assassin kết hợp với cả Ego Seed à. Đội hình lạ nhá. Đội hình lạ quá bạn ơi. Cũng ghê đấy. Sở qua phát gặt chết luôn một con. Ghê phết nhở. Nhưng mà không ăn thua bạn ơi. Uy tín. À đây ôi. Ui trời ơi. Thì đập trứng luôn. Nhưng còn chần chờ gì nữa. Vãi cướp. Mẹ rào 27 mới ra. Hơi lâu đấy anh em ạ. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã ra. Thôi tôi cũng phải làm quen với cả cái điều này. Phải chấp nhận thôi, chơi gấu là phải chấp nhận thôi. Nhưng mà đã ra rồi thì nó là thế giới luôn anh em ơi. Để xem nào. Rồi được rồi, cái món đồ thì bây giờ chắc là chuột luôn cái gậy gai đi. Gậy gai để đánh với cả ép Feather chuyện này cũng căng. Gặp Feather đang thua anh em ạ, chuột luôn. Gậy gai. Vậy là bây giờ chúng ta thiếu cái Blink đúng không? Không có Blink. Ủa ôi, cái gì đấy? Wow. Súng 3, cung đen 3. Ui, thế thì kinh đấy. Ui, súng 3, cung đen 3, đây mới rao 27. Càng đấy, càng đấy. Càng đấy, mạnh đấy. Biết chơi điện tử. Biết chơi đấy, đây người biết chơi. Đối thủ biết chơi điện tử đấy, bởi vì là cái bộ này thường là nó sẽ roll 3 sao rồi nó mới up cấp lên. Có rất nhiều ông là chơi theo cái kiểu là up cấp sớm, up cấp lên 10 cho đủ bộ. Nhưng mà nó là sai lầm. Nếu mà cái con cung đen 3 hay là con co ấy của anh em, ví dụ con co là con súng thì là nó phải lên 3. Cung đen mà là co thì là phải lên 3. Đấy, nhưng mà có nhiều ông là chơi là chỉ 2 full 2 sao thôi là up lên 10 luôn. Đấy là sai. Đấy, ông này chơi là rất là bài bản đấy. Biết chơi đấy. Roll ở 8. Roll ở 8 lên co 3 sao. Ok. Căng rồi. Chuyện này căng rồi. Đấy, hoặc là có thể chơi như này. Nếu mà up cấp thì chơi co 4 tiền. Đấy, còn nếu mà chơi co 2 tiền thì sẽ không có... có chơi được 2 sao đâu, phải chơi 3 sao. Đây là thằng này nó chơi co là co 4 tiền này. Đấy, chơi co 4 tiền. Nhưng mà chơi co 4 tiền yếu hơn. Ok, mình vẫn thua này. Khó chịu nhờ, này có bất tử. Cày thật. Đây rồi, Velom đây rồi. Con Velom tí nữa nó sẽ thay một con gấu ra. Chỉ chơi 3 gấu thôi anh em ạ.
Vậy chuyện này có 3 ông chơi Aegis Seed. Thôi toang rồi, chọn nhầm rồi anh em ơi. Bây giờ phải có 3 Meteorite thì may ra mới chịu đựng được. Chứ còn cái bộ beat này giáp nó bé lắm. Bây giờ hy vọng ra con Tôn Ngộ Không này. Ra con Tôn Ngộ Không thay cho con sói. Thay cho con sói kích hoạt 3 Meteorite, tăng sức chống chịu của toàn bộ đội hình, giảm 30% sát thương nhận vào, thì may ra mới có cửa chống đỡ được cái bọn Aegis Seed. Chứ còn bây giờ cái bọn này thì nó mỏng lắm, không chơi được. Còn beat này mỏng lắm anh em ạ. Mà có khi nào mà bây giờ tôi chuyển sang tôi chơi Insect không nhỉ? Có khi nào mà bây giờ chơi Insect không? Từ từ đã. Tôi nghĩ là chúng ta cứ thử, nếu mà kẹp 3 Meteorite vào xem liệu rằng có chơi được không đã. Rồi sau rồi chuyển sang Insect sau anh em ạ. Từ từ đã, bình tĩnh. Insect. Chuyển sang Insect để ăn Aegis Seed. Ok. Bây giờ, với cả bây giờ vẫn chưa chuyển được. Insect thì chuyển sang lại thua cái bọn Lion này. Đấy. Thế bây giờ phải chơi beat để đấm chết hết mấy cái bọn này đã. Bọn Lion với bọn Goblin đã anh em ạ. Beat nó vẫn ăn được. Còn nếu mà chuyển sang Insect nhiều khi lại Lion nó lại đấm cho sấp mặt. Phải có món đồ Kira thì mới chơi được cơ. Insect của anh em ạ. Từ từ đã, đợi tí. Rồi vẫn chơi beat nha anh em nhá. Vẫn chơi beat. Găng tay Kira. Găng tay Kira xong rồi còn phải các kiểu mới chơi ăn được mấy cái bọn Clive cơ. Thôi từ từ đã, để đẩy mấy cái thằng counter đi trước, xong rồi chuyển sang Insect sau. Insect mình chuyển là mình counter vào Aegis Seed thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp mà chuyển sang thì lại bị những cái nhà ở phía dưới nó đang counter. Bây giờ để giữ này đẩy cho bọn nó chết hết đi đã anh em ạ. Còn lại Aegis Seed thì chuyển sau. Còn lại Aegis Seed chuyển sau. Đấy. Mà tôi cũng muốn là thử cho anh em xem cái bộ 3 Meteorite. Thử đi. 3 Meteorite kẹp với cả 6 bit xem là cái sức mạnh nó như nào. Đấy, tôi rất là muốn thử test phát. Test phát xong rồi chuyển nha anh em nhá. Thử xem nào. Đằng nào mất công gọi được ra con gấu 5 tiền rồi để chơi thử xem liệu rằng nó có mạnh không. Đấy, chẳng mấy khi mà kẹp được như thế đâu. Kẹp như thế nó rất khó nhá. 3 Meteorite là phải có gấu 5 tiền để có Ngộ Không cơ. Rồi, chốt Kira rồi anh em ạ. Chốt đồ Kira rồi. Chắc chắn là phải chốt đồ Kira rồi. Rồi. Tôi giải tán con gấu đá đi đó. Bởi vì là cái tầm này thì hết slot rồi, không cho được nữa. Chơi 3 gấu đó. Mua con nhện chuyển dần về Insect nha anh em nhá. Chuyển dần. Chuyển dần về Insect đi. Tôi nghĩ là có găng tay Kira này nó cũng sẽ đỡ được một chút. Ui thằng này chơi cái gì căng vậy. Ui cũng chơi con cáo à. Cáo cò trong bộ Goblin à. 6 Goblin kết hợp với cả 3 Assassin. Có khỏe đấy chứ. Nhưng mà lấy cái gì mà giết con gấu này của tôi. Con gấu nó nhảy liên tục cơ. Lé trưởng liên tục. Không ăn nổi. Rồi, chỉ cần mỗi round sống sót con gấu này thôi là được rồi. Giữ được máu anh em ơi. Ui ui đây rồi. Ngộ Không đây rồi. Đấy thôi cho Ngộ Không vào này. Kích hoạt được 3 Meteorite cực kỳ trâu chó rồi. Đấy anh em ơi, bây giờ nó đã coi như là tối thượng của bộ này rồi đấy. Tối thượng của bộ beat 3 Meteorite rồi. Kết hợp với gấu rồi. Kiếm full 2 sao luôn anh em nhá. Xả tiền mạnh một chút. Cho xin con cáo đấy. Ơ gấu à. Ui đây rồi. Được, độc trứng luôn, độc trứng luôn. Hay lắm. Ngộ Không 2, 3 Meteorite rồi. Bây giờ đem Aegis Seed đây cho tôi. Bây giờ đem Aegis Seed đây, đúng rồi. Úi dồi, đem luôn này. Ui giời nào. Bây giờ thì ăn hộ. Ăn hộ gái. Ăn hộ gái bạn ơi. Ủa được không, được không. Sao trông vẫn mềm thế nhở. Ơ kéo. 3 Meteorite, 3 Meteorite mà xong mềm thế kia. Ui ui con Ngộ Không sao bị bắn. Đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn. Vô lý thật, con Ngộ Không nhìn nó bị bắn kia. Trời chết tôi rồi. Không phải, không phải, được không, được không, ăn được không, ăn được không. Ui vẫn đéo ăn được. Nó còn có bất tử nữa. Trời ơi. Thế là không được. Anh em à, vẫn yếu.
Ố thế mà tôi cứ tưởng là cái bộ 3 Metalist này thì nó giảm 30% đam nhận vào mà sao bắn thấm thế nhở. Ego Seed Ranger bắn thấm thật đấy. Chết tôi rồi, thế thì không phải rồi. À, không phải rồi anh em ạ, không phải rồi, không phải rồi. Đây nó không phải là chân lý rồi. Thôi 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 thôi. Thế thì chuẩn bị mà chuyển sang chơi, chuyển dần sang thôi, chuyển dần sang chơi 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 Insect thôi. Có lẽ là không ổn. Có phải không? Bởi vì tôi nhận ra là cái con gấu assassin này nó khá yếu. Gấu assassin vừa lẽ nó nhảy một phát nó không chết một con nào luôn. Tôi nhớ cái cú skill đầu tiên của nó không chết một con nào luôn. Khá yếu. Đấy, đúng không? Là phải đợi, phải đợi, phải đợi, phải đợi. Ồ, cái bộ này không giống như là cái bộ 9 assassin đâu. Cái bộ này con gấu xin nhảy nó hơi đuối. Nó không giống như cái bộ 9 assassin là chúng ta nhảy một phát nó giết được người nó nhảy tiếp luôn. Nhất kích tất sát thì cái này nó không nhất kích tất sát được nên nó yếu đấy anh em ạ. Con gấu này không tin lắm, trong bộ beat có vẻ hơi đuối. Cáo lên 2. Bán cái gì đi đây? Bán con sao Devil. Bán sao Devil đi. Phải bán thêm một con nữa. Bán con bọ cạp đi. Từ từ đã. Từ từ đã anh em ạ. Từ từ đã, chưa chuyển được. Phải có cặp đã mới chuyển được. Bây giờ chuyển sang Insectoid là sẽ bị thụt máu là chết luôn đấy. May quá có cái Blink ở đây. Chuyển nó phải chuyển từ từ anh em ạ. Chuyển nó phải nhằm vào cái rau quái chuyển thôi. Nhưng mà rau quái này chưa chuyển được. Tôi nghĩ là sẽ phải chuyển ở rau quái thứ 40 đấy. Bây giờ chuyển là toang ngay. Nó chưa kịp form đội hình Insect. Nó chuẩn anh em ạ. Bây giờ vẫn đuối lắm. Phải Insect full 2 sao hàng phía dưới cơ. Hàng phía dưới full 2 sao nữa. Rồi rồi hiến tế là phải 5 tiền. Hiến tế phải có hiến tế 5 tiền. Tí nữa đợi tí nhá. Đợi chút, đợi chút, đợi chút. Tôi biết là nhiều anh em sẽ sốt ruột nhưng mà cái trận này tôi không có ý định chơi Egosit, à chơi Insect từ đầu. Chính vì thế là chưa có sự chuẩn bị, phải từ từ đã. Chuyển bây giờ chuyển vội là chết ngay, còn có 21 máu thôi anh em ơi. 21 máu mà gặp Egosit là dễ toang lắm. Chuyển, chúng ta chuyển một cú chuyển từ từ thôi. Bao giờ mà nó phải chắc, bài nó phải chắc thì mới chuyển được. Bài nó phải ở trên, nó phải cứng chắc nữa, chuyển ở rao quái. Chứ không chuyển được ở cái những cái rao bình thường này đâu. Rao quái mới đủ thời gian để xoay anh em ạ. Đủ tiền, đủ thời gian để xoay. Rồi, chúng ta lên từ rao được 40 nha anh em nhá. Trận này nói chung là cũng có cơ hội đấy, có cơ hội top 1 đấy. Nhưng mà phải từ từ thôi. Chứ còn bây giờ mà vội là chết ngay. Bây giờ chưa chuyển ở đâu anh em ơi. Chuyển sang Insect chưa chắc ăn được đâu. Anh em ạ, nếu mà không đủ đồ thì Insect nó vẫn yếu. Insect là nó phải có đồ cơ. Mà thậm chí là nó còn cần phải có rất nhiều đồ, đồ dạng kiểu chống chịu ấy. Bởi vì con co nó vẫn có hiệu ứng trừ giáp ở trên người con co. Con co vẫn bị trừ giáp. Chỉ có mấy cái con lính Insect là nó không có thôi. Đây rồi, trận này lấy cái gì đây? Tôi nghĩ là sẽ phải lấy cái chiến thánh để sống sót được. Giảm phần trăm đam nhận vào anh em ạ. Solo. Cuối cùng nó vẫn là chỉ là sống sót để solo với con cung đen thôi. Chứ còn thế nào cũng giết được hết những cái con lại thôi. Lấy cái chém nan thì không cần đâu. Tôi lấy cái chén này để sống sót để có thể solo được. Nhưng mà cái con gấu assassin này thì tôi cũng đang hơi nghi ngại về con gấu assassin này. Là cái con này nó không phải là một cái con có thể solo được. Solo chỉ có cáo solo thôi anh em ạ. Cáo thì solo là khỏe. Ui trông rau này lại đẩy đống máu sống sót được rồi không nhở. Còn có 21 máu đấy nhá. 21 máu đấy. Cũng may là clear được. Rồi chắc là lọt một con. Lọt một con rồi anh em ạ. Rồi top 2 rồi. Hay lắm. Lọt một con rồi. Không ăn được. Không có cửa ăn. Đấy có chén thánh rồi đấy. Bánh nó không xi nhê luôn anh em ạ. Kinh thật đấy. Khỏe thật. Đấy bây giờ là phải form đội hình Insect thôi. Đây rồi cáo đấy rồi. Đây có cáo đây này. Có cáo là có hai hiện tế rồi này. Bắn con gì đi nhở? Tôi nghĩ là bắn con heo. Thôi bắn heo đi. Rồn một phát lửa. Ở đây rồi. Up được con gấu lên hay quá. Up được con gấu lên 3 sao cũng được. Round này chưa chắc thua đâu. Có gấu 3 sao. Con gấu đệ nó counter đấy. Nó counter vào cái bọn này đấy. Nhưng mà không ăn thua. Bây giờ
lên 10 rồi, đối thủ lên 10 rồi. Đối thủ lên 10 là có 6 Hunter rồi, kẹp 6 Hunter bắn rát lắm. Ăn được không? Ồ, ăn được này. Đấy. Ồ, cái con gấu được đấy nhở. Đấy, cái con gấu này đánh khỏe phết. Ui, cắt được chuỗi này. Hay quá. Hay quá, hay quá. Ơi, mua con bọ cạp luôn. Ui, được. Ơ, thế là vẫn ăn được đấy chứ. Ơ, thế có chuyển insect không nhở? Ồ, thế là tôi vẫn ăn được mà. Thế là cái đội hình này vẫn ăn được. Vứt cái giáp ra. Đấy, cho thêm cái món đồ này này, chém cho nó đau. Vậy là vẫn ăn được anh em ạ, vẫn ăn được. Ghép cái gậy hack. À đây, ghép thêm được cái chém nan cho Ngộ Không này, được quá nhờ. Được đấy. Rồi, Ngộ Không bây giờ cũng có đồ, hai con có đồ. Hai co. Hai co ở đây. Ăn nổi không? Súng của Linh. Ui, trông bắn rát thật đấy. Trông có vẻ đéo ăn được anh em ạ. Ăn nổi không? Con gấu này thì nó đâu có solo được đâu. Đánh lại còn phải đánh với hai thằng, hai con. Thế thì chịu rồi. Khó khó rồi, không được rồi. Không được rồi anh em ạ, không ổn, không ăn được. Vừa nãy là may mắn thôi. Cái cú vừa nãy nó là may mắn thôi. Chắc là phải chuyển sang insect. Bây giờ cái bộ này nó rát quá rồi. Nó là tối thượng ở cái bộ Exorcist rồi đấy. Thế là tối thượng rồi đấy. Mắc binh rồi, hai con hai sao. Cái bộ kia bây giờ nó chỉ thiếu là con Siren lên 2 với cả con Tsunami lên 2 nữa thôi là xong, là mắc binh rồi. Tôi thì cũng là cái bộ này của tôi là cũng là mắc binh của beat rồi anh em ạ, không hơn được nữa rồi. Cái bộ beat này là không hơn được nữa, không mạnh hơn được nữa rồi. Không chơi được, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn anh em ạ. Con Tôn Ngộ Không mà nó bắn cho hai phát chết. Con cung đen nó bắn có Tôn Ngộ Không hai phát chết anh em ạ. Ớ, rau này lại ăn này. Ăn được không? Ăn được, ăn được, được, được. Được, 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 được. Ớ, tức là vẫn hên xui nhá. Có rau ăn được và rau không ăn được. Nhưng mà thôi, không hên xui anh em ạ. Chơi thì chơi không hên xui. Chuyển sang insect cho nó chắc. Chuyển sang insect cho nó chắc anh em ạ. Rồi. Rau này tôi chuyển luôn này. Không là không kịp đâu. Form luôn anh em ạ, form luôn. Đây rồi, Ngộ Không rồi. Lốt đi, rô lốt nào. Thôi được rồi, chuyển luôn đây. Bán hết gấu đi anh em ạ. Thôi được rồi, bán bít, bán gấu đi. Rồi cái đội hình này thì nói chung là nó cũng có hiến tế 4 tiền với 5 tiền thì là ok ở đây anh em ạ. Chuyển thì cũng chỉ chuyển được ở cái round này thôi, chứ còn không chuyển được ở round nào nữa đâu. Round này round cuối để chuyển rồi. Rồi, rô lốt anh em ơi. Không kịp đâu, tí nữa còn xếp bài xếp đội hình nữa. Xin con Ngộ Không nữa thôi. Nếu có cần một con Ngộ Không nữa anh em ạ, hiến tế 5 tiền. Ngộ Không. Xin một con Ngộ Không nữa. Không có rồi. Thôi rồi, chốt đồ nhanh nào. Ui, round này đéo lấy được đồ, lấy được mỗi cái gậy hack ạ. Chết rồi, toang rồi. Chả lấy được cái mẹ gì luôn. Này ổn không? Thế này có hai hiến tế thôi à? Hai hiến tế, không biết là có sống được qua cái round này không này. Tôi lấy full đồ chống chịu cho con gấu ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là cái con gấu này chúng ta giải tán đi thôi. Gấu yếu quá rồi. Gấu này không solo được anh em ạ. Thôi thôi thôi, thôi. Chống đuối lắm. Insect mà nó clear. Ừ rồi, nhìn con Ngộ Không bị bắn kìa. Không được, trận này phải chơi cáo rồi. Ngộ Không cũng không chơi được đâu. Trông lù đù lắm, Ngộ Không trông lù đù lắm anh em ạ. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Chết rồi, ba máu. Thôi 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 thôi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi giải tán cái con gấu assassin luôn. Tầm này nhét đồ cho cáo may ra mới có cửa ăn. Rồi, thêm hiến tế vào anh em ạ. Ok. Được không nhở?
Con cáo nó sọc là được. Con cáo nó sọc được, nó bớ vào con cung đen rồi. Hay quá, đúng trước mặt con cung đen. Được rồi. Ồ. Ồ, ui giời, cáo tín chưa kìa anh em ơi, chọt mạnh đấy. Cáo chọt mạnh đấy. Được, 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 được anh em ơi. Ui giời, được rồi. Tôi biết ngay mà. Ở nhưng con cáo chọc hơi ngu nhá. Chọc vào mấy con chết rồi ạ. Nghe mới đều. Được anh em ơi, chuyển sang insect cáo mà ăn. Con cáo nó khỏe hơn con gấu. Con cáo khỏe hơn con gấu anh em ạ. Con 4 tiền mà, con này 4 tiền, con gấu 3 tiền. So sánh làm sao được. Đấy. Cáo này nó khỏe hơn cả ngộ không luôn anh em ơi. Con ngộ không hoành nó đủ đủ lắm, nó phải tích 4 phát nó mới tung một trưởng. Con cáo này Blink phát tung trưởng ngay anh em ạ. Blink tung trưởng là coi như là clear được luôn. Giết được khá khá rồi. Đấy, sau đấy thì cáo solo với cả cung đen thôi. Được quá nhờ. Được đấy, cung đen nó đứng ở dưới, may quá anh em ơi. May quá cung đen nó lại yếu cầm Blink, mà Blink cho con súng thì là vẫn bớ được vào cái con cung đen. Ui được đấy. Được đấy. Được đấy. Ồ. Cung đen cậu ở đấy, cậu ở đấy. Ok. Ui ơi, con cung đen nó có Blink. Mẹ. Ui, đối thủ nghe tôi nói anh em ơi. Tôi chết rồi, thì đéo bớ được vào con cung đen nó đứng ở phía góc ở trong này. Bớ vào con cung đen cuối cùng. Thôi chết mẹ rồi. Ăn được không? Còn hai con này. Thôi xong rồi. Ui lại chọc vào cái con đấy để bị tun. Ôi rồi ôi. Đối thủ chơi hay thế. Ghép bờ linh cho con cung đen. Con kéo đéo bơ vào anh em ạ. Cay thật đấy. Tôi sẽ phải chơi lại cái bộ insect này cho anh em xem mới được. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye.